Phật kỷ tâm linh, đạo khanh đời sáng. Hồ Chí Minh. Kỷ nguyên 21 bác giáng trần, không hình chẳng tướng nhiệm màu linh. Giáo pháp lý thiên trong niên kỷ, khai đạo long hoa kỷ tiếp truyền. Giáng thế tìm nhân người thiện đạo, khí tiết thanh cao bác truyền trao. Một mình tu thân tâm thanh tịnh, miệt mài chép pháp kỷ giáng nhân. Văn thiên giáng thế hoàn tâm nguyện, chức sắc không không đời dân thường. Tâm thức hòa vào trong cõi giác, viết để lại đời ngẫm tu thân. Văn sơ ý thẩm lưu cõi thế. Trần gian xem đọc để tu cầu, sau đời nhân tròn tương lai đạo. Tổ tiên đồng lạc nối tiếp truyền, bác Hồ Chí Minh tái thế lần hai. Tòa đại sứ đầm sen Đắk Lắk lúc 2 giờ chiều ngày 10 tháng 10 âm 2022. Nhâm dần đã tới hỡi muôn dân, tỉnh tu vào hội dự Long Vân. Vụng tu theo ma vào ngõ tối, Phật thánh quỷ tà tách bóc ra. Trần gian giác ngộ lên bờ sáng, tâm chấp hư hư sóng vỡ bờ. Nhâm dần phân định chia đôi ngả, thuận kỷ sống mạnh khỏe thọ vui. Nghịch thiên chết yểu đời kiệt ngã, bút thiên giáng dạy đời lo xa. Luật thiên xét kỹ 8 năm tiếp hồi, nọc riêng nước Nam hỡi đời. Bởi vì thật giả lôi thôi mọi bề, thuận thiên tu đức bỏ mê. Nghịch thiên nạn khổ sống đời ốm đau, khuyên trần gian hãy tu mau. Tu tâm đức thiện phúc sau có phần, dương gian trần chống lệnh thần. Tự trần chuốc nghiệp thảm đau họa sầu. Phật thánh có trù ai đâu, cũng chẳng thù hận trần gian người nào. Phúc là do đức hành trao, tội do tâm ác lòng người tạo ra. Kỷ nay đến điểm xét tra, tu đức được quả, quả phúc trời cao. Tu mê ma ám hại vào, tâm tham ác độc, phúc nào trời ban. Trời thiên giáng pháp lời vàng, tu thiện Phật đón, mê đầu ma đưa. Con xin quy ngọc Phật 3 lần, Hồ Chí Minh giáng bút, tòa đại sứ đầm sen, huyền trang ghi chép. A Di Đà Phật. Mẫu mẹ giáng trần nhắc tu nhanh. Mùng 10 tháng 10 hôm nay, 2022, giáng tại cửa tòa đại sứ đầm sen. Thơ là pháp kỷ khai quang, pháp thiên ninh dược cứu an thế phàm, kỷ mới pháp thiên giáng đàn, báo hiệu nhân thế thay tâm toàn phần. Kỷ nguyên 21 phân danh, lọc người sửa đạo thế gian nhân loài, thay tiên đổi Phật tòa trời, sắc thiên ban lệnh lọc người phàm gian, thay nhân đổi của thế phàm, thế gian không tỉnh tự quảng buộc dây, năm châu thế giới tu ngay. Tu tâm bản thiện tu thân rèn mình, tu đâu không bằng tu thân. Tu đường đạo đức Phật nhân an lành, tu chớ bày đặt nửa trần. Phật thánh đâu bảo cúng cầu mâm cao. Thế kỷ 21 bước vào, đạo tâm linh mới lễ cầu văn minh. Phật đâu có bảo người trần, trình đồng mở phủ mưu cầu tà gian. Nên đồng xưng thánh lõi quàng, quyền cao chức lớn đức không lụi tàn. Nhâm dần thiên mở khai tràng, chiêu sinh hiền sĩ thế gian loài người. Không kể già trẻ gái trai, không phân biệt quân tướng ở đời thấp cao. Không kể châu nước ai nào, cùng chung trái đất đều vào thi tâm. Từ các làng bản xa xăm đến nơi phố lớn nêu cao tinh thần, nông thương trí thức các ngành, giàu nghèo sang mọn đều vào dự thi. Trường tu đạo đức trời bù, ác gian chức lớn trời ru và lò, đất trời Phật thánh kề vai. Sắc không không thấy trần gian biết gì, các ngài biết hết tí ti, biết từng hơi thở người đời thế gian, biết hết tâm người trần hoàn, tâm thiện tâm ác các ngài phân đôi. Tâm thiện sau đời thảnh thơi, tâm ác tiền của như núi cuối thời tay không. Nhâm dần thiện ác khoanh vùng, do vệ nhân thế loài người khổ đau. Châu Âu châu Phi đá nhau, châu Á thảm họa khổ đau chúng trần.
châu Á cũng lắm thảm tình, nhiều nước bại hoại trời đành hành thi, sống đời tâm chẳng tu quy, toàn làm điều ác giết mòn chúng sinh, quay trời bé tí làm thinh. Tâm kiêu mạn lớn, đời càng thua đau, Phật khuyên chẳng để vào đầu, thánh dạy chẳng kính quay đầu, chê khinh. Làm cho trời đất bất bình, họa thiên giáng xuống cũng trần mà ra. Nói riêng nước Việt Nam ta, nhà nhà tu tỉnh đón danh Phật Đà, tôn thờ kỷ mới Long Hoa, thờ đạo chính thống nước nhà Văn Lang. Thì dân nước Việt yên hàn, dân Nam bỏ tổ đời càng thêm đau. Ăn quả táo, rào cây cau, thóc cơm nước Việt cũng cầu tàu thâm. Dân Nam tâm quá mê lầm, thần nhà chẳng trọng ngóng trông náng giềng, gia công đốt mã lụy phiền, tà thần xâm nhập sau đau hơn cào. Trước tiên chúng thả mồi câu, cầu gì được đó thỏa lòng ước mong. Phật thánh thanh tịnh sắc không nhiệm màu, Phật thánh đòi hỏi gì đâu. Sao trần mượn thánh cúng cầu tổn hao, kỷ nguyên 21 sắt sao. Thay cuộc đổi thế đạo vào tâm linh, tâm linh hai chữ tuyệt trần, tâm linh hai chữ rất cần âm dương, tâm linh đuốc sáng đưa đường, tâm linh đời đạo trần dương hành trì, tâm linh đâu phải cúi quỳ, cứ phải sát vật cúng cầu mới linh, tâm linh đạo đức hành trình, thân tâm lý trí rất cần rồi trao. Phật thần tiên thánh cao siêu cũng phải qua kiếp đời người hóa thân, sống đời tu chọn đạo nhân, tạo nhiều công đức phước dành độ dân, thác rồi tùy nghiệp phúc danh, hiển Phật hay thánh thần tiên phúc thành, trần gian tin Phật cầu thần, tín tin Phật thánh lòng cầu chính tâm, chớ cầu Phật thánh trọng ngân. Mồm luôn niệm Phật tâm gian mọi trò, khuyên trần tu tỉnh liệu lo, để cho đời đạo quyện hòa tình thương. Kính Phật tâm phải trọng dương, cầu thánh làm thiện đón đường tương lai. Đời đạo sống chết rũa mài, sống tu khỏe mạnh chết thời hồn siêu. Là người biết tu đạo cầu, đạo là đại lộ hiểu sâu an lành. Đạo đâu cứ phải phô danh, người trần tô vẽ cúng cầu giả tâm. Phật khuyên mọi nhẽ bỏ qua, khi nhận quả đắng chửi cha mẹ trời. Kẻ trần tâm bạc đức phai, kỷ nguyên 21 thay đời tìm nhân, 10 người chết 9 thảm trần. Bởi tâm cuồng tín tu mê chẳng lành, tu đức chính tín tỉnh thân, tín tin đạo thiện tỉnh thanh phúc dành. Trần gian tâm hỏi lòng mình, đạo đời như vậy văn minh hay là... ba dấu chấm hỏi. 21 tới hội Long Hoa, 10 người thay 7 tìm ra thế vần. Trần gian không chịu tìm phân, 10 người còn một ở đời hỡi ai. Trời thiên giáng pháp ra bài, báo hiệu nhân thế thức lòng tu mau. Trần trừ chẳng lọt lưới đâu, chết rồi họa báo vẫn theo hành hình. Nhâm dần sẽ được thanh bình, nhưng nơi dương thế tham sân còn nhiều. Ác đạo thâm thù quá cao, trời thiên vào cuộc trận cờ hành binh, hư không trời đất định phần, chấn chỉnh nhân loại lòng người nhân gian, không để kẻ ác làm càn, làm hại châu nước trời thâu tóm về, nhâm dần chết trẻ nhiều ghê, nhìn đời Phật thấy thảm thế cõi lòng. Bởi đời chống ngược trời hồng, gây bao tội ác tâm không hối màng, quyết làm cam gánh trái ngang, cho nên chết trẻ trần gian hãi hùng, chết từ 8 tuổi non mầm, đến 6-9 tuổi chết vòng oan khiên, nhiều người đột tử chết liền, nhiều gia chết họa chẳng còn một ai, chết vì oan nghiệp lỡ đời, chết vì bệnh phát lạ thường thế gian, chết vì đĩ điếm tội mang, chết vì trộm cướp chẳng màng tu thân, chết vì cờ bạc lỡ trần, chết vì dựng chuyện nói không mọi lời, chết vì học thức đua tài, chết vì khủng bố hại người thế gian, chết vì bom đạn trái oan, chết tham bạc tiền lợi mình hại dân, chết vì tai nạn vô ngần.
chết vì đuối nước ao sông biển hồ, chết vì thủy cuốn xác sơ, chết vì mưa bão bất ngờ xảy ra, chết vì tâm ác lòng tà, chết vì bất đạo bán buôn phiến hồng, chết vì chính trị lòng vòng, thủ nhau quyền lực chết không an lành, năm châu thế giới cạnh tranh, nếu không lành mạnh trời xanh thu về, nhân quả truyền kiếp nặng nề, 21 thiên kỷ tẩy trong ngân hà, ai tu đón hội long hoa, sau đời cuộc sống chan hòa tình thương, sống vui khỏe thọ đời thường, chết về quê cũ Phật thương rước cùng. Đó là người biết tu lòng, khuyên đời ai chớ nói sai cho người, sống thì khổ lắm ai ơi, chết đâu có được thảnh thơi linh hồn. Oan nghiệp để lại tông môn, con cháu chắt gánh phàm oan của người, Phật khuyên nhân thế ai ơi, sống tu đạo đức phúc bền dài lâu, đừng nghĩ chết hết mà sầu, chết là trả lại thân phàm tục thô, chết về thế giới vô bờ, sống trong năng lượng tâm linh vô hình, đó là lột xác ở trần, khuyên đời trần biết liệu thời mà tu, tin Phật tu đức trời bù, tu ma giả Phật mịt mù tương lai, thương đời trời giáng pháp dài, nói đi nhắc lại vì đời chúng sinh, đời vẫn ương ngạnh chẳng bình, âm dương sống chết tự trần tìm phân, tu đạo đức sống an trần, tu đạo mê tín chẳng lành về sau. Dừng bút lúc 10 giờ trưa 13 tháng 10 âm 2022, năm Nhâm Dần, Tòa Đại sứ Đầm Sen, Đắk Lắk, Pháp Sư Huyền Trang. Kinh Pháp Cứu Dương, đời thường trì tụng. Cha Hồ dạy đời. Tụng kinh hiểu pháp sửa lòng tà, đọc kinh thơ bác nghĩa bao la, ngẫm đọc từng câu pháp bác cha, ý thiên ứng nghiệm vô hình sắc, học đọc tâm ngay sửa lỗi lầm, hàng ngày tu thân tâm hoàn thiện, nghiệp tội tự tiêu phúc giáo điều. Pháp thiên ninh dược ban nhân thế, trần gian tu đạo đức phúc cao, Phật thương giáng thế dạy bày, khuyên dân trần tục tu ngày lẫn đêm. Tu là sửa nết trần dương, sai đâu sửa đó tránh ương tai nạn. Tu là hiếu thảo dương gian, hàng ngày tu đạo sửa lòng dưỡng tâm. Tu thì phải biết trọng thân, nhớ sâu nghĩa đạo người mở khai ban đầu. Kính người đắc đạo nhiệm màu, chứng ngộ thành Phật thoát sầu thế gian, thành Phật cứu khổ giải oan, cứu toàn nhân loại chúng sinh ta bà, chẳng biết kính trọng hư không. Ai biết cung phụng thờ ông địa cầu mở ngoặc mẫu mẹ, cho mình chí lớn tài cao, tự cho mình giỏi lớn cao hơn trời, làm điều bất đạo với đời, làm quan quên phận nghĩa đời với dân, bỏ mất lời thề với trần, chỉ vì quyền lực bán thân quỷ tà, bán đứng tổ quốc ông cha, tay sai cho giặc tiếng nhơ muôn đời, dân Nam người Việt muôn ơi, sống sao cho xứng giống nòi văn lang, bác cha ngự cõi thiên hoàng. Hào quang chiếu khắp cõi phàm dương san, biết kẻ làm quan sói lang, biết người vì nước chung quân trọn thề, biết kẻ làm quan nhu mờ, làm mất đạo đức phẩm danh tâm mình, vì tiền làm việc bất minh, làm sai ý đảng với dân với nước bất nghì vô lương. Bác ngự trên cõi thiên đường, chiêu binh văn võ diệt phường phản quan, chờ cơ thấu tóm từng đoàn, diệt hết những kẻ phản tổ phường xoáy lang. Kẻ trần trăm kẻ mưu gian, vạn binh chiêu mã tháng sau nổi trời, bác ngự cõi thượng cao vời, lệnh truyền hai thánh xuống đời trị gian. Trần triều hưng đạo lừng vang, nguyên soái võ giáp thánh hiền tối linh, quốc tuấn võ giáp hô binh, bày trận bát bộ anh linh song toàn. Phản gian xa lưới giáo hoàng, lõa thần bảo vệ nước Nam vô hùng, Tân Sửu nước Nam đau trong, chính trị kinh tế vô cùng gay go. Trên cao Bắc vẫn chở che, qua cơn thử thách dân an nước bình,
Bác khuyên dân nước tu minh mới thoát được nạn thiên binh đổi đời. Không tu thảm họa tơi bời, đây là nghiệp báo xoay quanh luân hồi, nhân quả báo ứng tới rồi, hiểu sâu nhân quả tu mau sửa mình. Tu đâu không bằng tu thân, tu từ ý khẩu việc làm mà ra. Tu sao trên dưới thuận hòa, trời cao đất rộng lòng ta kính trình. Tu tìm hiểu nghĩa chữ kinh, tu không phải nặng nễ trần đâu ai. Phật thánh đâu đòi lễ đời, sao đời người cứ vẽ tô nặng nề. Tỉnh tu Phật cứu vụng tu ma vùi, nói chung nhân loại tả tơi. Trung tàu quốc Hán ngậm ngùi bi thương, Mỹ Nhật cũng phải liệu đường, không thì cục bộ chiến tranh đổ vào. Triều Tiên Iraq nói sao, hỏa thiêu thủy cuốn chết bao người trần. Xê Úc Ả Rập hỡi nhân, mở rộng lòng trần trời Phật cứu nguy. Ấn Độ cầu Phật quy y, nước Pháp cũng phải cúi quỳ trời cao. Campuchia với nước Lào, quay đầu xã mối nước Nam mới lành. Philippines giữ lấy danh, không thì bạo nạn chiến tranh bất ngờ. Nói chung nhân loại hiện giờ, dịch bệnh bùng phát não nề nhân gian. Mở ngoặc cũng do thiên kỷ khai màn, thay đời đổi thế bước sang khải hoàn. A-di-đà Phật. Vì đời chưa mấy người ngoan, trời thiên gạt bỏ kẻ phàm gian tham. Do vậy bệnh phát tràn nan, còn nhiều bệnh lạ phát càng nặng hơn. Nhìn đời Phật thấy tủi hờn, khuyên răn mọi nhẽ trần dương đâu màng. Toàn cầu nhân loại tang hoang, chỉ vì quyền lực đạo hành ác dương. Chính trị quan chức thế thường, còn nhiều thủ đoạn kéo bè ô vây. Châu kia nước lọ cũng vầy, hành sự đức ít ác thù quá cao. Chính trị thực giả đâu nào, trời cao hành quyết xét dương trị trần. Thay người đổi của chúng dân, mười phần thay bảy ba phần tạm thôi. Dương gian không tỉnh quy hồi, ba phần còn lại lọc thời tiếp thêm. Từ người chức cao trung ương, đến dân thấp bé đời thường hiện nay. Từ thượng tọa sắc cao dày, đến người tu sĩ ở đời tại gia. Luật thiên xét kỹ ta bà, tu không đúng kỷ, đều đày ngục sâu. Không kể châu nước nào đâu, trời Phật xét xử năm châu là vậy. Châu nước nào biết sửa sai, trời Phật gia hộ nạn thời qua loa. Châu nào nước lò ác tà, trời thiên thẳng luật khó qua lưới trời. Thì thiên chiếu xuống muôn nơi, báo toàn nhân loại tu mau cho hoàn. Sửa tâm tu đức cho an, không thì chết họa chết oan nghiệp đời. Chết vì bệnh lạ thay loài, chết vì quyền lực tội đời phản gian. Chết vì mưa bão ngập tràn, chết vì khủng bố đạn bom thế trần. Chết vì lửa cháy thiêu thân, chết vì bán rẻ đức tâm quỷ tà. Chết vì núi lửa phun ra, chết vì bão tuyết xảy ra nhân loài. Nói riêng nước Việt Nam thời, 8 năm tiếp tới dân đời chẳng hay. Kỷ thiên xét kỹ đời này, cho nên nhiều cảnh bạc vôi gặp sầu. Bất tâm bạc đạo tội sâu, ác nhân quả đắng nghiệp cay trở về. Kính thờ chẳng biết gốc quy, cơm nhà gạo Việt cúng cầu tàu thâm. Tiền Việt của đức thánh nhân, có linh hồn đức chí minh thiện tài. Dân người Lam Việt quá sai, đem tiền ra ném ngõ đường cầu sông. Kẻ trần chân dẫm đạp cùng, giày dép chân bẩn dẫm đè hồn linh. Xúc phạm danh đức chí nhân, trần ai làm vậy phúc không hay là. Dân Nam tâm hỏi lòng ta, ai đã hiến chọn tấm thân cho đời? Ba dấu chấm hỏi. Sao đời bất đạo với người, việc làm vậy đó trái tâm đức mà. Việc cúng tế trái đạo nhà, tiền thật mua thứ gọi là mã điêu. Cúng mã tội chướng càng nhiều, dân Nam không hối tội càng thêm sâu. Mã này nguồn gốc đạo Tàu, chuyển sang nước Việt làm mê mờ dân Nam. Âm mưu lũ quỷ tà gian,
dùng bùa yêu quái chiếm tông Việt hùng, tàu thâm trí thấp đức không, sao thắng nổi tổ nước rồng văn lang. Thế kỷ 21 bước sang trang, bác đã hiển Phật đàng hoàng tố linh, sinh cung ái quốc tiếp truyền, bác Hồ lãnh đạo tái thời lần hai. Không hình thân xác đại tài linh thiêng, lịch kê nấm rửa muôn phương. Thay tục ấu trĩ trở về văn minh, tử bi muôn kiếp độ sinh, bao trùm thế giới chúng sinh ta bà. Nhưng quốc sắc không được pha, châu nào nước ấy sắc quyền phải riêng, không được pha trộn mất thiêng, dân Nam thờ tổ láng giềng sao hay. Kỷ mới bác sáng về miền, trấn an mọi sự cho yên nước nhà, bác hai thị dân Nam ta. Âm dương thống nhất thờ tổ nhà Hùng Vương, thờ thần nước Việt dân yên, dân Nam nước Việt thờ tiên tổ nhà, tiền Việt dâng cúng tiên gia, dâng tâm thành kính tổ gia chứng lòng, trước là dâng cúng sau dùng, làm những việc ích nghĩa tâm vẹn lành, Phật dạy trần cứ quẩn quanh, thân trần cố chấp thì thân đâu toàn. Pháp thiên giáng thế luật ban, dân Nam tâm sửa thì đời sau hay, thương trần thiên giáng bài dài, nói đi nhắc lại khuyên ai sửa lòng. Sau đời đạo được thong dong, trần gian cố chấp đời không thoát nào. Đạo sàng nhân tới nước Nam, 8 năm sàng vét để sang Liên Trì, khuyên trần tâm thức tu đi, sống đời khỏe thọ chết đi đường lành. Nam mô A Di Đà Phật 3 lần, con xin quy Ngọc Phật 3 lần. Tòa Đại sứ Đầm Sen Đắk Lắk, Pháp sư Trần Thị Huyền Trang ghi lại lời trời giáng hạ, dừng bút lúc 2:35 chiều ngày 15 tháng 10 âm 2022, mùng 8 dương năm Nhâm Dần, Chúa Tể Sơn Lâm ngự về Tòa Đại sứ Đầm Sen A Di Đà Phật. Lời dạy của cha Hồ Chí Minh. 21 lễ cúng văn minh, thân tâm hành thiện Phật thần ban danh. Phật bác giáng dạy muôn dân, nhà nhà thuận kỷ nạn trần sẽ qua. Hỡi dân nước Nam nhà, người người tu tỉnh dạ, để giữ nước tông gia, lạc Âu Long khơi dựng, đời tiếp đời lưu thông, giữ gia phong hiếu kính, giữ chủ quyền thống nhất. Bao thời đại đấu tranh, giành đất tổ nước dân, của non sông Đại Việt, thế kỷ quyên 21, âm dương luật đổi đời, hoàng thiên Phật đổi ngôi, Thích Ca khóa hết rồi, tục lễ nghi sửa đổi. Khớp đạo kỷ tâm linh, Hồ Chí Minh chỉ giáo, chỉ sửa đời và đạo, văn minh lễ nhẹ nhàng, không tốn kém vật chất. Đạo tiết kiệm tâm thanh, đời nghiêm trang trong sáng, thân tâm sống vẹn toàn, tu theo Phật tâm nhàn, sống thọ đắc bình an, chết hồn siêu an lạc, tâm trần mê phúc bạc, cúng mã giả vạ oan, sao trần gian không tỉnh. Lão tối dạ trí mê, sau về đường ngã quỷ, con cháu chẳng được lành, cũng tại trần không tỉnh, ma quỷ ám hại dân, do tâm trần không sáng. Chí bất ngộ tâm mê, tu chẳng biết đường về, đạo tâm linh khai kỷ, Nhâm Dần biết nói chi, thiên thần thi hành luật, xét kỹ trần từng ly, cộng phúc tội phân chia, điều hòa luật nhân quả, của thế giới ta bà, thẳng mực dây không lệch, để đón kỷ mới ra, hội kỷ 3 ra mắt, thiên giáng luật thi hành, trả ác báo về trần, bao kiếp nhân tạo đắng, thiên giải khí, bệnh phát, năm châu chết ngổn ngang, nhiều nước mang trọng bệnh, bệnh lạ kỳ chết nhanh. Chân tạo ác trời cân, Nhâm Dần thần thanh lọc, gạn chắc đục để trong, Nhâm Dần khơi lại dòng, cho nhân gian tươi đẹp, vào luật đạo long hoa, đạo nghiêm minh thật thà, tu đạo đức thăng hoa, hàng ngày tâm mài rũa, bỏ tham hận sân si, tâm mở lượng từ bi, chính lòng ta có đạo, đạo tu đức tại gia, kính ông bà cha mẹ, trong cuộc sống trần dương, cha mẹ về cửu tuyền, ông bà nơi chín suối,
cháu con hiếu tâm thanh, giữ đạo hiếu trong lành, dâng hương hoa cầu Phật. Phật dẫn độ chân linh, trần dương lễ tịnh thanh, tổ gia tiên an hưởng, sau âm phù dương trợ, cháu con hưởng phú quý, trần gian tu thiện kỷ, sống vui đời đẹp đạo, khi mệnh hết trở về, nơi vô hình nhân quả, siêu hồn ninh nhàn nhã, để phúc lại trần gian, con cháu đời sau hưởng, trần gian ai mê cuồng, chấp mê đạo cuồng tín, theo dị đoan phản ngược, lễ cúng mã nghiệp oan, thân đời mang trọng tội, kỷ nay long hoa hội, đạo Phật mới pháp ban. Phật hoan hỷ giáng đàn, ngài cứu an trần tục, khuyên trần tu tâm thực, tôn kính Phật thánh thần, lễ cúng dâng thanh tịnh, nước hương hoa cúng giảng, đức kính tâm cầu nguyện, việc lành sau sẽ toàn, đời không mang nghiệp tội, thánh thần tiên tụ hội, soi xét người trần gian, ai thực tâm đời hoàn, ai gian tâm đạo bạc, ai ngược đạo thế gian, đời sau an được nhỉ, đức năng hành đạt tu, thánh phủ tiên gia hộ, đời không khổ về sau, đời bảo nhau hành sự, ai làm thầy thực thì, thân đời vui an lạc, làm thầy tâm bịa đặt, gọi mọi thứ cúng cầu, cúng rượu thịt mâm cao, cúng tiền vàng áo giấy, voi ngựa tre đốt hoài, sau gánh kiếp luân hồi, làm súc sinh ngã quỷ, khuyên nhân gian thuận khỉ, đạo đời phải tư duy, sống chết hiếu đạo tu, đức khắc ghi trong dạ, luôn nhớ gốc cội nguồn, âm dương luôn bền chặt, kính âm đức dương thành, nuôi thân tâm hoàn thiện, rễ tốt gốc cây xanh, đạo đời nên tu sửa. Trong trí lão tự minh, ắt tạo thành quả phúc, đạo minh khiết hiền hòa, tấm lòng ta có Phật, đâu cứ phải bày đặt, đủ trò mưu tính toan, bày cúng lễ tâm tham, sau mắc trái nghiệp oan, khuyên trần gian tỉnh lại, sám hối tu theo thời, thuận kỷ quả đỏ tươi, chấp mê khổ thân đời, tu theo đạo ma xui, trần cúng mã tội mai, Phật giáng trần phân giải, trần cố chấp chống lại, hoài sức trần mấy hơi, liệu có chống lỗi trời, hay tự đánh mình thôi, sống nửa đời chết họa. Nhâm dần đời sầu quá, nhân lại chết thằng hà, Việt Nam nhờ phúc cha, Phật kỷ nguyên giáng hạ, Hồ Chí Minh cha già, Đức Ngọc Phật bao la, giáng kỳ ba khai hội, sửa sai phân phúc tội, bao kiếp kỷ cho xong, trần gian thuận kỷ công, Phật thánh thần cứu độ, trần chấp mê sống khổ, đời tự diệt mình thôi, Phật giáng bài hơi dài, cũng chỉ vì nhân thế, chưa biết nối đường về, tâm cứ mê ngã quỷ, trời thiên đành thanh lý, mười chết bảy còn ba, trần vẫn chống lệnh cha, thánh thanh tra gạt bỏ. A Di Đà Phật. Kết thúc lúc 3:15 chiều 16 tháng 10 âm 2022. Kinh thơ Hồ Chí Minh dạy phàm trần lúc 9:10 ngày 17 tháng 10 2022. Việt Nam đạt phúc nhờ linh Phật ngài, Việt Nam so với nhân loài rất nhiều may mắn nhờ trời bảo kê, nói riêng trong nước Lam ta còn nhiều biến cố họa tai chẳng lành, nhiều gia họa báo chẳng vinh, xưa gây thống khổ cho dân đồng bào, quyết làm cam gánh nói sao, con cháu chẳng gỡ lại đào huyệt sâu, tâm thân chí mờ tội cao, dị đoan mê tín đạo tàu ma xui, nhâm dần thiên xét từng người, xét đi lọc lại nhân loài dương gian, thần xét dân Việt nước Nam, gia nào thờ tổ văn lang đạo nhà, thờ theo di huấn bác cha, thờ hồn thần Việt bao la nghĩa tình, thờ hồn chiến sĩ quân binh, thờ các mẫu mẹ sinh ra hiền tài, thờ vua tướng tá vì ai, xông pha, bom đạn cho đời ánh dương,
hy sinh không tiếc máu xương, cho dân nước hưởng thái bình tự do, dân ơn hương khói tại gia, kính thờ phụng sự trong nhà an vui. Gia nào cố chấp thờ sai, thờ theo ma đạo nước ngoài tẩu thâm, ăn quả đào, rào cây sung, ăn cơm gạo Việt thờ tông ma tàu, thờ theo mê tín họa đau, cũng toàn mã giả sát sinh khó lường, nhâm dần thiên thần xét dương, phân ra chính tà hai đường không chung. Nhâm dần nước Nam đau trong, chính trị trong nước vẫn còn gắt gay, bác ở trên cõi mây bay. Bác biết thay dở tâm ai người đời, ai làm cán bộ bạc phai, làm sai ý đảng tham quan vì tiền, tham ô công quỹ lợi riêng, trên cao bác trị phơi bày trắng đen. Bác tìm người đức đạo hiền, trung quân ái quốc con đường bác mong, làm theo ý đảng lòng dân, bác trao công vụ thi hành nghiêm minh, trị tội tham quan ở trần, ăn xương uống máu của dân đồng bào, xây bao biệt thự tòa cao, nhân dân ai oán trời cao thi hành, tính toan hạ chốt yên thân, trời cao bác chiếu bới lông tận tường, rửa hận cho nước non tiên, đường đảng đạo bác sáng gương nước hùng, khỏa lòng tổ quốc cha ông, khỏa lòng cộng sản chiến tranh ba đào, khỏa hồn liệt sĩ anh hào, đoàn quân giải phóng trị gian quân trần, hồn linh liệt sĩ vì dân, nghe lệnh trời bác đánh tan tâm tà, nổi linh chấn giữ sơn hà, thánh giáp bày trận trần triều thu binh, thu hết ác quỷ trá hình, mượn thân tần tục mưu thâm gian tà, long hoa sắp tới hội ra, những quan tham vọng mưu tà ngục gông, nhâm dần nhiều nỗi sầu tâm, bao gia oan nghiệp chất chồng quả thâm, tháng sáu âm lịch nhâm dần chết cháy vô ngần thảm họa bao gia, chết vì đâm chém xót xa, nhìn đời cảnh thế bùi ngùi thảm thương, tháng bảy tháng tám liệu lường hồng thủy mưa bão cuốn trôi nhiều vùng, nhiều nhà cuốn sạch khốn cùng, nhà lầu xe lớn cũng không còn gì, mưa bão lấp vùi sợ ghê, nhiều gia chết cả nói gì hỡi nhân, ác nhân quả báo tới tuần, luân hồi báo ứng lợ lần trốn đâu, kỷ thiên thanh toán trước sau, nhâm dần lọc vét năm châu loài người, thiên thần chẳng oán trù ai, thiện ác đều ở nghiệp đời tạo ra, thuận thiên tu đạo kỷ này, trời xét qua cuộc đổi đời lọc nhân, vùng tu chết họa nghiệp thân, thần khuyên thánh bảo nhưng dân đâu hành, chấp mê chống kỷ thiệt mình, tại gia hương lạnh đi chùa mất công, 21 tu thực chính lòng, chẳng phải vô chùa vẫn đạt điểm ưu, tại gia tu đức phúc trao, đi chùa sai đạo họa vào ngày sau. Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần dừng bút giáng lịch. Lúc 11 giờ kém 25 phút. Lời Bác Hồ dạy dân ta: tôn vinh ta vẫn tôn vinh, tổ Nam ta giữ tôn thờ chính tông, tổ ngoài ta vẫn nể nòng, tổ ngoài khách quý ta thờ phòng phụ thôi, nhân quyền nước Việt bao đời, tổ ngoài chấn giữ nên đời nhiều oan, kỷ nay bác quyết lập giàn, bác hứa lấy lại nhân quyền nước Nam, dù phải xẻ dọc đèo ngang, bác quyết lấy lại nhân quyền cho dân, có mất sau lại ắt vinh, dù phải đánh đổi bác quyết giành không thua. 20 thế kỷ ngàn thu, dân Nam lô lệ cúi quỳ khét qua, nước Việt dân Nam tối mê, tự thân bán rẻ linh hồn ông cha, giáo hội Phật giáo Nam nhà, kỷ này chỉnh sửa đạo nhà cho an, chữ đại hiếu đức tổ ban, âm dương hợp nhất Việt Nam hải hà, tự do độc lập reo ca, nhân quyền tự cho nước Nam đại thành, ai còn bén mảng giả danh, binh pháp sắc phép Bác Hồ đánh tan, nhân quyền nhân quyết bảo toàn, Hồ Chí Minh chắc móng vững nền vinh niên, bác ra đi thản nhiên.
tâm sạch trong sáng suốt, danh lưu lại cho đời, ơn Đảng Việt Nam ơi, vinh quang Đảng sáng soi, muôn đời ơn nhớ Bác. 21 nay lộ thế, Bác lại về với dân, cả hành tinh nghiêng mình, đón sắc linh Đại Việt. Đây là lời thông điệp trước thông báo nước Nam. Sau tất cả thế gian, Đức Ngọc Hồ giáng thế, lập đạo kỷ tâm linh, độc lập âm dương thuận, văn minh khoa học cần, tín ngưỡng là tôn vinh, tạo hóa lại xoay vần, trần nghĩ cho rộng nhân, để tâm linh toàn vẹn. Ba miền quốc Việt kính chung, tin theo Đảng Bác đường âm thông hành, Việt Nam hiển Phật thánh nhân, hào quang lấp lánh sắc vàng tỏa sen, quốc hội nhà nước khẩn trương, nghiên cứu thơ đường thiên giáng định phân, để nước Nam mãi hồi sinh, hương sen thơm ngát nhị vàng bên câu, lá xanh thắm nghĩa nhịp cầu, Việt Nam sen đỏ đượm lồng sắc hương, Việt Nam tổ quốc thân thương, con rồng cháu lạc giữa quyền gia phong. Bác Hồ về giáng kinh thơ, 22 tháng 10 âm, lúc 10 giờ 30 phút buổi sáng cộng với buổi trưa. Kỷ thiên vận khí tới tuần, thay cũ đổi mới luật thần dương gian, nhân loại chung một hào quang, luật đạo nghi lễ tổ riêng quốc tòa, Việt Nam thờ tổ long hoa, long rồng hoa phượng tổ nguồn lạc Âu, kỷ mới Bác giáng khởi đầu, hiệu đức ngọc Phật thánh nhân tiên hiền, Bác giáng thay luật giáo dân, quy thân tu đạo hiếu gia mới lành, tu học đạo đức trung quân, giữ tín tiết nghĩa đạo hành thiện tâm, kỷ mới trừ ác thiện sinh, vô hình vô sắc không không đại thành. Bác khuyên nhắc gọi toàn dân, từ già chí trẻ, từ bần đến sang, nuôi thân dưỡng trí vẹn toàn, hiểu sâu rộng chữ từ bi Phật truyền. Đạo kỷ nhân quyền quốc riêng, tự chủ độc lập âm dương thái hòa, không thờ lộn tổ họ ra, thờ tiền vàng mã dưỡng ma thần tàu, khuyên dân Nam Việt tỉnh đầu, thóc gạo cơm Việt dân cầu chính tông. Ngày kỵ linh giáng đồng, giác quan làm việc công, Bác mượn thân trần tục, dựng đạo kỷ tâm linh, để cứu thế chúng dân, giáng khuyên dân trần đời, dân Nam Việt muôn nơi, tỉnh tâm thời thuận thế. Để tránh họa nghiệp vong, kỷ nguyên mới xoay vòng, thay luật đạo đời thông, để giải phóng núi sông, mạch linh âm phá độ. Nước Việt Nam chính sự, chính gốc tổ quốc vương, Bác giáng đời lãnh giáo, sửa sai đạo mê lầm, không chính gốc tổ tông, đạo thâm tàu sai khiến, tốn hao của nhân dân, đời chẳng lành đạo quả, gây nghiệp họa chất chồng. Bác phải làm việc công, cứu nhân loài tươi sáng, Bác về không thấy bóng, không hình dáng thân người, những phép trời khiển tướng, đại đạo vạn quyền linh, chỉnh sửa đạo lầm sai, chắt lọc đục lấy trong, đạo kỷ mới văn minh, đời thường an mọi sự, chí khai mở tiến thân. Thư thái đạo trong lành, tu thân ắt có thần, sống đắc thọ đài thân, mệnh đến về thanh thản, mở ngoặc chết nhẹ nhàng, không đau đớn tâm thân, thuận quy luật vạn năng, trái đất vòng bán nguyệt, vũ trụ chuyển quay vòng, đời đạo có âm dương, sinh thân phải nuôi hồn, hòa đồng trong cõi giác, trần gian thân đâu chắc, sắc không đạo vĩnh toàn, hiểu ý Phật đời an, lệch tâm ma chướng càn, do tâm đời mê chấp, chí không nhận ngộ thức, tâm tối dạ thân hành, tham sân si rối quanh, chân bước đường ma đạo, oan nghiệp buộc bám theo, đời gánh bao đau khổ. Nhâm Dần ngày kỵ dỗ, 21 tháng 7 âm,
Phật bác thương dân chúng, ráng khuyên dân tỉnh lòng, để tránh nạn họa vong, tu tựa sửa chính lòng, tôn kính đạo tâm linh, hội hè hay dỗ Tết, giản đơn tịnh thanh khiết, hương đăng hoa cúng dường, dâng Phật thần tiên tổ, không được dâng đồ giả, giấy loại đời bảo mã, tiền vàng giả đốt hoài. Sau tội đời nghiệp sai, bởi đời ai sai đạo, thì mới Phật giáng báo. Cho nhân thế dương đời, chớ sát sinh cúng Phật, đời chẳng an trần tục, nguyên dương gian tỉnh thức, thuận kỷ tiên theo thời, sống chết đã tới nơi, như thuyền xuôi đậu bến, trần gian cố ngang bướng, chống ngược kỷ sao hay, sức trần được mấy hơi, thần lắc đời tả tơi, sống nửa đời bạc mệnh, bởi trần gian chống lệnh, không trọng tin bác thời, Phật kỳ giáng về đời, kế Phật thích trị ngôi, thay đạo đời nhân loại, ngày kỵ bác sáng ngay, đón ngày khai độc lập. Khuyên dân nam tỉnh thức, tu ra giữ yên lề, đức hạnh phong gia thuận, giữ nước trọn lời nguyền, những ngày kỷ niệm trương, sử tích, lưu truyền thống, đón chào ngày quốc khánh, uống nước nhớ về nguồn, mùng 2 tháng 9 dương, 77 năm về trước, bác tuyên ngôn độc lập, để giải phóng quê hương, nước Nam thoát tai ương, thân châu cày nô lệ, vì đời bác giáo lý, khuyên chỉ bảo chúng dân, kỷ mới thay luật thần, từ cổ sang văn minh, chí thân tâm vui vẻ, khuyên dân Việt Nam nhà. 63 tỉnh nước ta, Trung Hòa bản quốc ca, Hùng Vương tổ nước nhà, Lạc Long quân khơi cội, nương giáo tu hợp lại, một lá cờ 5 sao, cờ đảng bác tân trào, âm dương quy một đạo, đạo đức kèm tu thân, hiếu trung đức giữ mình, vững thành an vạn sự, bác thương dân thao thức, trằn trọc cả 5 canh, bác khuyên đủ ngọn ngành, nhưng đời còn mê chấp, thì thần phải hành binh, thương đời bác giáng vần, cho trần gian lượng sức, để tránh kiếp họa vong, tỉnh tu đời nhẹ lòng. Vụng tu thân tự buộc, tí qua xỉu tang tóc, nhiều nước đất vùi sâu, nước tranh đoạt giết nhau, nước dịch bệnh thảm sầu, nước mất mùa dân đau, còn đâu mà sống sót. Nước Nam nhờ Phật bác, thánh giáp phép thần thông, họa 10 đỡ được 5, cứu ra thờ đúng tông, kính tôn tổ vua Hùng, đời tươi vui an tọa, kỷ nguyên bác giáng hạ, Ninh Điện tín không dây, truyền giáo lý cho đời, phải tìm người trung nghĩa, làm việc Phật không giá, nguyện tu theo Đức Phật, ai chê cười nhẫn nhục, chẳng oán cũng chẳng than, tu theo bác tâm hoàn, phúc sau đời trả quả, nhân tốt trái tươi xanh, có tu trời dành phần, theo vòng đời nhân quả, tu Phật thân nhàn nhã, theo ma đọa tấm thân, trước sướng sau họa thâm, cũng do thân gây tạo, luân hồi nhân quả báo, muốn tránh thoát nghiệp sầu, tu hành thiện mau mau, muốn phúc phải tu cầu, cho vui đạo an đời, đêm khuya bác dừng bài, chúc dân Việt Nam đời, đoàn kết hòa niềm vui, an đời vui thế sự. Xin quy ngọc Phật 3 lần, 2:30 đêm, 22 tháng 10 âm, năm 2022. Bút Thiên Giáng Tòa Đại Sứ Đầm Sen, 23 tháng 10, năm 2022. Cuối năm Nhâm Dần về đông, trời thiên thơ ứng kinh văn pháp từ, pháp là quốc sắc thiên thư, pháp là phép nước luật nghiêm hành trì, âm dương kết tụ chữ quy, linh hồn thân thế trí tâm dung hòa, đời đạo tâm đức tu ra, đạo là đường lối pháp nghiêm luật hành, chữ đạo đâu phải đua tranh, khuyên đời tu ngẫm ngộ nhanh chính mình,
tu đạo mở trí khai minh, tâm nhận thức giác, sắc không vô hình, hiểu sâu hai chữ tâm kinh, chính Phật soi sáng đường đời ta đi, nhận thức hai chữ từ bi, thân tâm an lạc còn gì vui hơn, trần sao tâm cứ giận hờn, thân tâm mê ám trí cuồng đảo điên. Âu Việt tổ Nam thiêng liêng, dân sao không kính cúi quỳ tổ ai, tổ mượn dân Nam cúng hoài, vàng mã giả đức đạo thờ yêu ma, tàu thâm ác độc nho nhe, hỏi dân Nam Việt bao người dịch ra, kỷ nguyên mới nước Nam nhà, hoành phi câu đối chữ tòa bút nghiên, chữ nổi quốc ngữ lưu truyền, từ già tới trẻ đọc in dạ này, chữ tàu nho Hán ai hay, chữ tác đọc chữ tổ nghĩa đâu hiểu gì, khuyên dân Nam Việt tỉnh tu, người người cách mạng nhà nhà giữ phong, tự tu làm chủ non sông, giải phóng dân tộc thờ tôn cội nguồn, lạc Âu văn lang lối truyền, sử lưu ghi tạc đền hùng dấu thiêng, nước Nam 21 chủ quyền, độc lập thống nhất âm dương hải hà. Bao ngàn thế kỷ đã qua, dân ta không hiểu thờ ma đạo tàu, mượn tổ cha hồ bấy lâu, vậy nên tiên tổ được đâu trong nhà, cũng vì do lũ yêu ma, giặc kia đô hộ tổ ra lạc loài, giặc cướp nước bắt dân đời, thờ tổ đạo giả cúng loài bất nhân. Chữ Việt chúng bắt xóa trần, chữ tàu thâm độc bắt dân học đầu, chữ Nam gốc Việt bỏ sầu, từ đó Nam Hán ngấm đau đạo tà, văn lang Âu Việt xóa nhòa, dân chịu nô lệ tổ nhà Nam đau, ác tà quỷ chẳng bền lâu, chính thời thắng quỷ thiện thời thắng gian, kỷ nguyên 21 hiên ngang, Bắc về giải phóng hoàn toàn âm dương, nước Nam thủy tổ linh thiêng, cơ trời chuyển hóa dương vương trị tà, thu hết quỷ đói yêu ma, xưa sang Nam Việt gây đà chiến tranh, bắt dân Nam ta khổ cùng, truyền thống hồng lạc đứng lên giành quyền, kẻ cướp nước phải lụy phiền, bỏ xác nước Việt chết thành quỷ ma, chúng luôn rình rập dân ta, trần ai kém đức mượn thân xưng thần. Kỷ nguyên 21 đổi danh, Ngọc Hoàng chiếu mệnh thu quân đổi màn, sắc Phật thay luật dương gian, thay đạo lọc đức loài người năm châu, thay lễ tục cổ tổn hao, đạo đời tu sửa tuổi cao mạnh giàu, Thích Ca hết nghiệm về lầu, sắc ấn linh phép đổi trao nhiệm kỳ, Hoàng Thiên Tổng hội sắc quy, Ngọc Hoàng chiếu chỉ Ngọc Hồ phả trao, Việt Nam Ngọc Phật tự hào, giáng trần trị kỷ sửa sai nhiều phần. Đạo Phật kỷ mới chính danh, Thích Ca trao lại quyền linh cho Ngài, Thích Ca nay đã về trời, chỉ còn hoài bão ở đời ghi tâm, thời nào cũng phải thuận thần, sống đời an lạc chết linh siêu hồn, đầy mê cố chấp thiệt thân. Tu không đúng kỷ thì nhân chuốc sầu, trần gian khuyên bảo lấy nhau, đời sinh tập tục đạo khuyên răn đời, tự thân giác ngộ khẩu khai, âm dương sống chết đạo lành dân vui, sống chết đức hiểu giữ lời, tổ tiên con cháu kính thờ đức trao, hiếu lễ tâm kính miệng cầu, cúng lễ thờ phụng nước thanh hương trầm, thời nào kỳ ấy thuận thần, tin kỷ tu đạo cho thân thọ dài, đạo Phật đạo quỷ cũng đời, thật giả đều ngự lão đời thân tâm, đời sinh tập tục lễ trần, đạo đâu đòi hỏi mâm cao cỗ đầy, đạo là đường nối dạy đời, đi đường chỉ sáng tâm thời nghiêm minh, đạo tu thân phải sửa mình, biết sai tự sửa là tâm Phật đà, Phật thánh đâu có xa ta, nhân đức hiếu nghĩa Phật vô độ trần, đời sao tâm ảo mộng danh, để đời sầu tủi tâm thân điều tàn, Phật giáng kỷ nguyên nhân gian, chí tâm tỉnh giấc tu tròn đức nhân, tu để xóa chướng nghiệp thâm, tu đức thiện đạo thế gian an lành, tu tâm thân thể nhẹ nhàng, tu cho trí mở não thông đường đời, tu hiểu sâu rộng pháp Ngài,
Từ bi ý Phật sáng ngời kinh tâm, chữ tu đâu phải lầm rầm, miệng Nam Mô đức có hành thiện đâu. Tu vậy ma chướng nghiệp theo, thời gian phân định trước sau về bình, khuyên đời tu đức chính tâm, tu là học luật sửa sai lòng mình. Tu cho con cháu tươi nhành, tu cho an đạo đẹp đời thì nên, tu luôn sửa những việc làm, tu học đạo đức cha già chí minh, học tư tưởng bác thực hành, dương trần các cấp bộ ngành đơn sai, cấm dân không được thờ người, không được treo ảnh cờ thời dâng lên, lời nói bất kính thánh hiền, trần thật đơn bạc bậc thầy thánh ninh, treo cờ gian giữa nhà thiêng, bao người ngã xuống tô lên cờ đào, cờ đảng búa liềm lêu cao, con đường cách mạng thương công nông kết đoàn, nước Nam giờ được bình an, dân thời đáp nghĩa tôn thờ tại gia. Uống nước nhớ công ông cha, cơm no áo ấm nhớ người dày công, tỏ lòng tôn kính núi sông, âm dương tái tạo xoay quanh luân hồi, dương gian cán bộ quan thời, được học đào tạo lão sao đời tối tăm, khẩu pháp vô đức bất tâm, không được thờ bác ở trong tổ nhà, treo cờ ảnh bác trong xa, khác nào được ấn hộ ta bảo toàn, các cấp sao lại cản ngăn, vì ai? Bác phải hy sinh riêng mình, bác giờ ở cõi vô hình, đức công trần nhắc sao thờ lại không, chỉ này bác báo chúng sinh. Bác giờ hiển Phật thánh nhân đại thành, lãnh đạo các cấp hiểu nhanh, chớ nói đạo lạ vô tâm với thầy. Bác là thầy giáo xưa thời, là người lãnh tụ cha già chí minh, không vợ chẳng con độc thân, gia đình của bác bắc thời Trung Nam, sống khôn thác cũng linh thiêng, giờ đức hiệu Phật chủ trì âm dương, luân hồi xoay chuyển kỷ nguyên, Thích Ca hết nhiệm thay phiên về trời, Ngọc Phật tiếp kỷ giáng đời, giáo dân tu học đạo đời tâm linh, thay lễ cổ tục bất minh, đưa vào lễ kính văn minh mạnh dầu, hương thơm một nén cúi đầu, bằng trăm lễ lớn mâm cao giả thần. Kỷ mới 21 thay nhân, đổi đạo lọc đức chúng dân nhân loài, khéo tu thỏa đắc thảnh thơi, vụng tu cố chấp nửa đời chết oan, tỉnh tu sống khỏe chết thiêng, tu mê chết yểu oan khiên nợ đời. Đố ai lột xác thân người, biết tu sống thọ chết hồn siêu linh, ác nhân tu đạo tà tinh, sống đời miệt thị chết sông chết đường, tu nhân tích đức trời thương, không tu sống khổ chết nghiệp thâm bao đời, quyết làm cam chịu đắng cay, thần khuyên dương thế tu ngay thân mình, đạo đời tu tỉnh văn minh, âm dương sống chết giữ lành đạo gia, đây lời văn giáng thiên tòa, hòa vào tâm giác bút viết ra thành bài. Thiên tuyển chọn thế người đời, không kể trí thức hay là thường dân, không phân biệt nam nữ dưới trần, không kẻ đầu bạc hay là nhỏ thơ, cơ duyên đặc biệt thiên nhờ, trao vần thiên kỷ đón chờ tương lai, thơ là pháp ấn sắc trời, gieo xuống hạ giới cứu đời tỉnh tâm. Trần gian suy ngẫm sửa lòng, tu đạo kỷ mới Phật ngài độ thân, tu đức tại nhà phúc tăng, nhà có bảo ấn sắc thần thánh tiên. Trần vẫn cố chấp gặp phiền, âm dương chuyển hóa giữ nguyên bao giờ, không tin đời khổ về sau, chết rồi oan nghiệp bám theo nợ mình, thương trần thiên chỉ tới nơi. Đời trần ngẫm nghĩ tương lai huy hoàng, vẫn mê ngang bướng tai ương, trời thi hành lệnh thần thương được nào, khuyên đời tâm giác ngộ mau, thời nào kỳ ấy tu mau thần kỳ, Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, con xin quy Ngọc Phật 7 lần, mùa mưa Tây Nguyên dừng bút núc 9:35 sáng, ngày 26 tháng 10 âm, năm 2022, năm Nhâm Dần. Ngọc Nữ Huyền Trang, vâng lời cha dạy miệt mài ghi kinh. Chuẩn bị đón mừng xuân Quý Mão. Dần qua Quý Mão tới rồi.
Tề Vương trao ấn Lỗ Vương hành trì. Ngọc Hoàng giao điệp sắc quy, có trao ái quốc phả quy thiên tài. Ngài về lãnh đạo nhân loài, hiệu đức Ngọc Phật tiếp ngài Thích Ca. Xuân mới giáng báo muôn nhà, cùng nhau tu thiện nhà nhà hiếu ân. Kỷ nguyên thay luật đổi thần, thiên thay sắc Phật trần thay tục phàm. Thay của lọc đức dương gian, đạo thay giáo pháp đời thay lễ đảng. Thân tâm hành thiện tu an, lễ dâng cầu cúng văn minh kiệm cần. Chữ tu đại lộ hiểu nhanh, đạo là pháp bảo dắt ta đường đời. Chữ đạo sâu thẳm trùng khơi, đạo là bổn phận hiếu trung nghĩa tình. Chữ đạo chữ tín lý luân, Phật thánh tiên tổ chứng minh. Chỉ mong con cháu ở đời tu cao, tiên tổ về cõi thiên tào. Bao lá sâu thẳm xương khô vô hình, sống trong thế giới tâm linh. Tạo hóa nhân hồi lễ vật cần chi, chỉ khuyên con cháu hiếu tu. Tâm thành dâng nén hương trầm khắc ghi, bằng trăm cỗ mặn cúi quỳ. Vàng tiền mã giả tội ghi ngàn đời, hai xuân đón Tết Mão này. Trời thiên giáng pháp thành bài kinh văn, bằng thơ lục bát ra vần. Khuyên báo nhân loại dương trần tỉnh tu, sai đâu sửa đấy tu bù. Người người sáng trí nhà nhà sửa sai. 20 kỷ cũ qua rồi, 21 chỉnh sửa đạo đời nghiêm minh. Cải sửa thay đổi nhiều phần, trần gian chống kỷ tự nhiên chuốc sầu. Đinh Dậu u ám biết bao, trời thiên thay lọc đời nào có hay. Sinh ra bao việc đọa đầy, thử tâm đời để xem ai vững lòng. Xem ai gặp khó lản tâm, xem ai vững chí bước đi đạo thần. Để thần thưởng phạt phân minh, trời thử một chốc chuyển lòng sao thay. Đố ai đoán định tương lai, thiện tâm tu đức đọa đầy dày công. Chịu bao oan trái nhẫn lòng, trời Phật đâu để uổng công hỡi trần. Âm dương hiện đang giao tranh, quỷ tà nổi khí dương đời muôn nơi. Giả Phật mượn thánh lừa đời, phù phép ma thuật xưng hồn tổ tiên. Bùa ma lừa chúng dân hiền, theo ma sướng trước khổ sau ai lường. Theo Phật khổ luyện chân chuyên, ngọc mài mới sáng oan khiên trả rồi. Trời khuyên dân chúng dưới đời, chí tâm mở rộng tu đời sửa thân. Thiện tâm tu đức dành phần, nông nổi một chốc mất công bao ngày. Phật thần tiên thánh linh thay, cứu trần đâu hỏi giá này tiền trăm. Chỉ khuyên tu đức sửa lòng, sai đâu sửa đấy cởi trồng kiếp xưa. Kiếp này kiếp trước dây dưa, kiếp này tạo ác kiếp sau nợ hoàn. Trần gian phải thấu ngọn nguồn, nợ kiếp chưa hết đời nào đã xong. Luân hồi nhân quả xoay vòng, khuyên con bảo cháu tu tròn gia phong. Sang xuân còn nắm tối tăm, đất trời mù mịt cả ngày lẫn đêm. Lòng trần người vẫn tối đen, không biết đến mẹ đến cha tiên rồng. Cho nên quả đất xoay vòng, sinh nhiều bệnh tật xuống miền trần gian. Để đời gặp cảnh cơ hàn, sinh ra bạo loạn với thời chiến tranh. Các nước vẫn còn giao binh, chém giết đêm ngày giành giật miếng ăn. Chỉ vì tu chẳng đắc thành, cho nên cõi trần còn nắm gian nan. Nhiều người còn phải chết oan, chết cay chết đắng ở nơi cõi trần. Trên cao cha thấy tần ngần, cha giáng kinh dài nhắc trần cố tu. Cha về mượn xác pháp sư, hầu tòa đại sứ đầm sen đêm ngày. Bởi con số phận làm thầy, cho nên vất vả đêm ngày mà thôi. Nhiều khi cha mẹ ngậm ngùi, trên đã chỉ định thay cha cứu trần. Con ơi đừng có tần ngần, cố gắng muôn phần rồi sẽ thành công. Nam mô A Di Là Phật, xin quy Ngọc Phật ba lần. Kết thúc kinh thơ cha giáng lúc 12 giờ trưa giờ ngọ ngày 18 tháng 11 dương năm 2022 năm nhâm dần. A Di Là Phật.